Con cạp nó đi, đừng nút tay nữa nghe. Cái này cô ngăn môi cho con gặm nú nó đỡ ngứa nú nè. Ừ, con đừng mút tay nữa. Con tự cầm đi, con cầm được mà. Con cầm tốt rồi mà. Ây da, không làm rớt được con, cái này để trên miệng mà. Vậy? Không có, rớt cái con hư. Ừ, cái đó để dùng để ngậm đó. Phát hiện mẹ cầm điện thoại rồi phải không? Tâm cầm đi. Nữa, cũng nhét tay vô nữa. Tay con đâu ngon lành gì đâu. Ừ. Con giống muốn ăn tươi nuốt sống con hư quá vậy con. Làm gì mà cắn em dữ vậy, cắn bập 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 dữ vậy. Vụ gì hả? Sao vô nước miếng, chưa uống vitamin D mà. Ngon không? Tâm thấy bạn Hương ngon không? Ấy 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 ấy. Này con trai. Này không phải trái chuối đâu, con làm lia lia cho vậy. Con ngu chứ đâu phải trái chuối đâu. Bỏ con tay ra, bữa nay mẹ không thấy chuối chín, mẹ không mua. Nữa, mẹ nói là không nút tay. Ừ, con ngậm bằng hưu đi. Vài bữa nữa là có đồ ngậm trái cây rồi. Phải không biết kiểm của gỡ chưa nó về bữa nào bán gì đúng rồi. Nữa.